Ở đây em có lô đất rất là đẹp muốn giới thiệu đến anh chị em nhé. Cái lô này là thuộc của bên khu đô thị Bắc 1. Đấy, đối diện với cả khu công nghiệp 4 nha mọi người. Đấy. Lô đất đây nhé. Lô đất sát với cả cái tòa shop house đang xây đây nha mọi người. Thì cái lô đất này thuộc LK2. LK2 lô 19. Đấy, sát vách với cả shop house luôn, hướng tây nha, quay ra kênh này, quay ra mặt kênh này đấy, và đối diện là khu đô thị Đại Cương nhé. Sang bên trái đất thì là khu công nghiệp 4, từ đây đi ra cổng khu công nghiệp cỡ tầm 200 m. Lô đất này diện tích là 140 m, mặt tiền 7 m, tính từ cái bốt điện nhỏ này đi vào là 7 m, sâu 20. Hiện tại cái khu bên Bắc 1 này xây rất là nhiều. Đây cũng có khách sạn đang xây này, trên cái mặt kênh này rất là đẹp. Đối diện ở bên Bắc 1 là đô thị Đại Cương, bên kia cũng có quán cà phê và nhà hàng rất là nhiều. Đúng.